Chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Miền Đông 24 giờ. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Bình Dương. Chúc quý vị một tuần mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt mọi công việc, học tập hiệu quả. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 8. Truy tìm ô tô tông chết một nam công nhân rồi bỏ chạy ở Bình Dương. Trên đường tới cửa hàng, chủ tiệm vàng bị cướp dí roi điện tấn công lấy hàng tỷ đồng. Nhập nhằng nguồn gốc chất lượng hoa quả nhập khẩu. Thanh Hằng bất ngờ hát live tinh tứ cạnh Hà Anh Tuấn. Nhắc đến Đà Nẵng, du khách biết đến một thành phố du lịch hiền hòa với những chiếc cầu độc đáo. Bên cạnh đó, giới đam mê khảo cổ còn tìm thấy nhiều điều thú vị ở thành phố này, nơi có nền văn hóa Chăm còn phảng phất ở nhiều góc nhỏ của thành phố. Một trong số đó là ba chiếc giếng cổ ở làng Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Đúng là như vậy, ba chiếc giếng hàng trăm năm tuổi này trước nay vẫn gây nhiều bí ẩn cho du khách vì kiến trúc độc đáo và nguồn gốc của nó. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh thú vị ngay sau đây. Được biết trước đây, làng Nam Ô có đến 8 giếng cổ hình vuông. Các giếng vuông được xây dựng phân bổ đều khắp các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trải qua quá trình đô thị hóa, nhiều giếng cổ đã bị lấp để mở đường xây nhà. Đến nay, chỉ còn giếng đình, giếng thành cung và giếng lăng vẫn còn nguyên vẹn và được người dân sử dụng để sinh hoạt. Cả ba giếng trên đều có hình vuông và kết cấu rất chắc chắn. Đã từng tồn tại ở Nam Ô này, đến 80 giếng. Thì đến bây giờ còn được cái ba cái là còn có thể cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư. Còn lại tất cả cái giếng đó là một là bị lấp bởi rác, hai là người ta vì sợ nguy hiểm cho nên người ta đã dùng cái biện pháp mới là người ta dùng cái bi bê tông tròn để lún vào giữa cái giếng đó. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào xác định đây là công trình kiến trúc của người Việt hay người Chăm Ba. Lại một vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều qua tại tỉnh Gia Lai khiến hai anh em ruột thiệt mạng. Nguyên nhân chỉ vì trong lúc chơi đùa, các em đã trượt chân ngã xuống hồ tự nhiên do khai thác đá tạo thành. Nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm này là em Đỗ Văn Trường sinh năm 2008 và Đỗ Thanh Trường sinh năm 2010, thường trú ở làng Ore 2, xã Ia Krang, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai. Do bố mẹ của hai em nhỏ đi làm ở nhà một mình nên hai em rủ nhau đi chơi. Tuy nhiên do bất cẩn cả hai đã bị trượt chân ngã xuống hồ tự nhiên do khai thác đá tạo thành cách nhà khoảng 1 km và bị đuối nước tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Ia Krai và xã Ia Krang đã đến chia buồn hỗ trợ gia đình kinh phí mai táng cho hai cháu. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con nhỏ vì những tai nạn như thế này. Sự việc là một bài học chung cho tất cả mọi người, đặc biệt là với người dân ở các tỉnh miền Đông vốn nhiều sông suối và ao hồ. Một lần nữa rất mong các gia đình cần có sự quan tâm để ý, hạn chế cho con em đến gần những khu vực nguy hiểm để tránh những tai nạn thương tâm hoàn toàn có thể xảy ra. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến một nam công nhân tử vong. Điều đáng phẫn nộ là chiếc ô tô gây tai nạn chết người đã không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. Sau đây là chi tiết vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 19 tháng 8 trên đường Điện Biên Phủ, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến nam công nhân tên Đỗ Nhật Long, 18 tuổi, ngụ Bình Dương tử nạn. Vào thời điểm trên, anh Long điều khiển xe máy biển số Bình Dương từ chỗ làm về nhà. Đến đoạn qua khu phố 3 thuộc phường Phú Tân thì xảy ra va chạm với một ô tô chạy cùng chiều, khiến anh và xe máy ngã ra đường. Sau tai nạn, chiếc xe ô tô không dừng lại, bỏ mặc nạn nhân cùng chiếc xe máy giữa đường. Dù được người dân đưa vào lề đường, nhưng do bị thương quá nặng nên nam công nhân đã tử vong tại hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin và truy tìm chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn. Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa được đưa ra ánh sáng, cũng là bài học cảnh giác cho các cô gái trẻ. Qua mạng xã hội Facebook, một cô gái kết thân với nam thanh niên 22 tuổi rồi hẹn nhau cùng đi phượt ra Bắc. Trong chuyến đi này thì không ngờ tên bạn trai mới quen đã giở trò đáng sợ với cô gái. Diễn tiến câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Vào hôm nay ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Thọ, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn sinh năm 1996, ngụ huyện Mường La, tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Tuấn đón bạn gái từ Bến Tre ra Hà Nội để cùng đi phượt ở Tam Đảo. Lúc này Tuấn chở cô gái đến khu vực đê xã Ngọc Tảo, huyện Phú Thọ, Hà Nội, định giở trò đòi bài nhưng bất thành do cô gái chống cự quyết liệt. Tuấn dùng dây trói chân tay cô gái này lại, cướp hai sợi dây chuyền trị giá khoảng 20 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Phúc Thọ đã vào cuộc và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Mạnh Tuấn. Qua vận động, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc này chính là bài học cảnh giác sâu sắc cho các cô gái, không nên vội tin tưởng những đối tượng lạ mặt mới quen để rồi tự đẩy mình vào những tình huống nguy hiểm như thế. Một vụ cướp gây xôn xao dư luận vừa xảy ra vào ngày hôm qua ở Phú Yên. Trên đường mang số nữ trang bằng vàng cùng với tiền mặt có tổng giá trị nhiều tỷ đồng đến tiệm vàng của gia đình, thì hai mẹ con chủ tiệm bị hai tên cướp xông vào xịt hơi cay, tấn công rồi cướp đi tất cả số tài sản trên. Đây quả là một vụ cướp táo tợn như ban ngày. Đến chiều nay, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết vẫn đang tích cực điều tra truy bắt băng cướp manh động này. Nạn nhân bị cướp là anh Nguyễn Gia Truyền sinh năm 1977 và mẹ anh là bà Nguyễn Thị Yến sinh năm 1959. Khi đi xe máy từ nhà riêng ra hiệu vàng ở chợ Hòa Vinh để bán hàng, thì bất ngờ hai mẹ con bị hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy khác vượt lên đạp ngã. Hai thanh niên này dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục vào hai nạn nhân, đồng thời lấy đi một túi xách đựng khoảng 400 triệu đồng tiền mặt, một thùng tôn trong đó chứa 20 cây vàng, nhiều vàng trang sức như bông tai, dây chuyền, những giá trị hơn 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, một số hộ dân tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện đang phải mất ăn mất ngủ vì một sự việc hết sức kỳ lạ. Đó là vườn nhãn hơn 3.000 m2 nằm ven bờ sông Hồng của họ bỗng nhiên bị kẻ lạ đem máy móc đến san phẳng, phá nát hàng trăm cây nhãn đang chờ ngày thu hoạch dù không hề tranh chấp với ai. Sự việc đã được trình báo lên chính quyền địa phương suốt hơn một tháng qua, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được hồi âm, chỉ biết đau đớn nhìn những gì mình ra sức chăm bón nhiều năm giờ trôi sông trôi biển. Đây là hình ảnh vườn nhãn 100 gốc đang trổ quả sum xuê của gia đình bà Nguyễn Thị Hà, tổ dân phố Yên Nội 1, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và đây những gì còn lại sau khi bị cá lạ san ủi không thương tiếc. Tôi bị vào bí thư đề nghị bí thư cái hiện lần mà tôi giao cho chủ tịch mới công an phường, nếu mà không được thì tôi nhảy vào. Thì tôi đứng lên tôi giải quyết, tôi là bí thư tôi phải có trách nhiệm, thế là ba lần vào bí thư rồi mà không thấy gì cả. Nhưng bà Hà không phải là nạn nhân duy nhất. Hai gia đình khác là nhà bà Nguyễn Thị Tân và ông Nguyễn Chí Quân cũng phát hiện bị san phẳng diện tích trồng chuối và nhãn đến hơn 2.000 m2. Trồng nhãn đấy, trồng một vườn nhãn luôn hàng 100 cây đấy, hàng 100 cây một mảnh. Mà bây giờ đến ngày ăn quả rồi sai chút chít mà nó ra nó ủi hết cả. Bây giờ rất nhiều thông tin mà cho rất nhiều kia bằng chứng thì có rất nhiều rồi ạ. Thế mà bây giờ vào hơn một tháng rồi mà họ bảo không xử lý được gì. Các hộ dân này còn cho biết từ khi khai hoang đất bãi đến nay đã hơn 30 năm, họ chưa một lần tranh chấp với ai. Còn theo quan sát của phóng viên thì khu vực vườn cây ăn quả bị san phẳng ở xã Liên Mạc có vị trí sát với mép sông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác cát hoạt động. Phía trước khu vườn có một bãi lau sậy cao quá đầu người nên khi bị chặt phá rất khó phát hiện. Thưa quý vị, vào hôm qua, một nam thanh niên ăn mặc lịch sự vào nhà của một người dân đường Định Mỹ, xóm Hến, An Giang, giả bộ làm trong ngân hàng liên hệ công việc. Khi phát hiện nữ chủ nhà chỉ có một mình, thì hắn liền lộ mặt tên cướp, đánh đập, giật dây chuyền của nạn nhân định tẩu thoát. Rất may hàng xóm nghe tiếng tri hô nên đã chạy đến vây bắt được đối tượng. Và đây là hình ảnh mới nhất do người dân vừa quay được gửi đến chương trình để cảnh báo thủ đoạn cướp manh động hết sức nguy hiểm bắt đầu xuất hiện. Mời quý vị theo dõi để cảnh giác khi kẻ lạ mặt vào nhà. Nữ nạn nhân trong clip là người mặc đồ bộ chấm bi đỏ hoảng loạn và tức giận kể. Vào trưa qua, đối tượng ăn mặc lịch sự này chạy xe đến nhà, khoe quen nhiều lãnh đạo ngân hàng. Nghe chị chủ nhà phản ứng nói rằng không có nhu cầu vay mượn ngân hàng và mời ra ngoài thì hắn vừa đánh chị sưng cả mặt, vừa chửi tục rồi giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ chị. May mắn nạn nhân chạy thoát ra kêu cứu, hàng xóm nghe bất thường kéo đến vây bắt được kẻ cướp táo tợn. Trong clip, đối tượng van xin mọi người tha thứ vì quá túng thiếu nên làm liều. Theo lời nạn nhân, một tên đồng bọn bên ngoài đã tẩu thoát. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Kính thưa quý vị, vào hôm qua, ống kính camera có chuyển đến quý vị hình ảnh đáng sợ khi mưa lũ dồn dập tấn công nhiều nơi những ngày qua. Trong đó, cao nguyên Lâm Đồng cũng bị ảnh hưởng rất lớn và người dân phải liều mình vượt suối để mà có thể về nhà trong cái cầu treo quá mong manh như thế này. Vâng, thật quá nguy hiểm đến nỗi Ngọc Luân không dám nhìn. Thế nhưng theo khán giả Nguyễn Đức Quý, người dũng cảm quay được cảnh này thì câu chuyện kinh hoàng này vẫn chưa dừng lại. Và đó là gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Đây là hình ảnh ghi lại vào sáng ngày 18 tháng 8 khi hàng chục người dân đi làm vườn tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng phải vội vã quay về nhà trong cơn mưa. Ai cũng biết cây cầu treo độc đạo về nhà bị mưa lũ tấn công quá nguy hiểm, nhưng cũng phải liều mình trở về với gia đình. Thật khủng khiếp!
Theo người quay clip, chỉ vài phút sau khi mọi người liều mình vượt qua an toàn thì cây cầu đã bị lũ cuốn phăng như thế này trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Dù sao cuối cùng thì mọi người cũng đã về với gia đình an toàn. Như quý vị thấy, đôi khi sự sống và cái chết hiện ra trước mặt mọi người chỉ cách nhau trong gang tấc. Sau những hình ảnh này thì quả thật là bản thân Mai Anh và có lẽ nhiều quý vị khán giả cũng vô cùng hồi hộp và xót xa đúng không ạ? Chỉ mong sao những ngày mưa lũ qua mau để bà con ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, trái cây nhập khẩu hiện nay được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, mặc dù giá thành thì khá là đắt đỏ. Thực ra thì Ngọc Luân cũng rất là thường xuyên mua trái cây ngoại để cho gia đình mình sử dụng. Thế nhưng mà Ngọc Luân có một thắc mắc là nhiều khi mình mua cùng loại trái cây đó, cùng nguồn gốc xuất xứ, nhưng giá thành nơi này lại cao hơn nơi khác nhiều lần. Và đây không chỉ là thắc mắc riêng của Ngọc Luân đâu, mà còn của rất nhiều người tiêu dùng nữa. Người tiêu dùng thì bỏ ra một số tiền lớn để có thể mua những loại trái cây có nguồn gốc từ châu Âu, châu Mỹ. Thế nhưng chúng có thực sự chất lượng không? Và nguồn gốc thực sự của các loại trái cây nhập khẩu này có đáng tin cậy hay không? Và để làm rõ về vấn đề này, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với phóng sự điều tra ngay sau đây của Miền Đông 24 giờ. Có mặt tại chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên chương trình Miền Đông 24 giờ bắt đầu tìm hiểu giá của các loại trái cây được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ châu Âu, châu Mỹ chính hiệu. Tiếp cận một vựa trái cây lớn, chúng tôi hỏi mua nho, một loại trái cây nhập khẩu rất phổ biến đang được bán trên thị trường với rất nhiều xuất xứ từ châu Âu đến châu Mỹ. Nho này bán sao đây anh? 470 một thùng. 470. Bao nhiêu ký? 8 ký. Nho này là nho Mỹ à? Hay nho gì? Úc hả? Mặc dù được người bán hàng khẳng định chắc nịch là nho của Úc, thế nhưng khi phóng viên tiếp cận một sạp trái cây khác ngay trong chợ hỏi mua một thùng nho cùng loại, thì người này lại cho biết. Nho này thùng bao nhiêu anh? 47 anh ơi. Nho này là nho của? Nam Phi. Nam Phi hả? Ta bán lẻ mối để lấy vừa nào 50 hộp, bán lẻ 150 ngàn, bán phà gì đâu. Nho Úc rồi, có nho này nho Úc. Không có Úc hả? Không nhãn mác, không tem kiểm định, các tiểu thương thì tha hồ tung hỏa mù về nguồn gốc nho từ Úc, Nam Phi, thậm chí là từ Mỹ. Thế nhưng với giá bán vào khoảng 58.000 đồng cho 1 kg nho, câu hỏi đặt ra là giá trị thật của loại nho cao cấp này là bao nhiêu? Nguồn gốc thật sự của chúng là ở đâu khi mà sau quá trình vận chuyển, chi phí kho bãi mà người bán vẫn có lời? Tiếp tục tìm hiểu về các loại táo nhập khẩu, loại trái cây cao cấp được người tiêu dùng Việt ưa chuộng bậc nhất. Gọi là cao cấp, thế nhưng giá thì lại rẻ đến giật mình. Cái này bao nhiêu thùng? Đó 220. 220. Thùng này là bao nhiêu ký? 10 ký luôn thùng á, 8 ký ruột. 8 ký ruột hả? Lê với tẩy, lê là 180. Lê là 180. Tìm tới một sạp trái cây khác, người bán nhanh nhẩu giới thiệu mình có đầy đủ hàng Mỹ, Canada lẫn hàng Trung Quốc. Tại đây cũng với loại táo được giới thiệu là táo Mỹ cao cấp nhất, nhưng được rao bán với giá chỉ 55.000 đồng một ký. Cái này bao nhiêu một ký anh? Bán nguyên thùng nó 550 ngàn. 550 hả? Thùng này nhiêu ký? 10 ký. 550. Cái này là hàng của bên nào đây? Mỹ. Mỹ hả? Còn đây là loại táo được dán nhãn có nguồn gốc từ New Zealand. Thế nhưng chủ sạp này vẫn ngang nhiên khẳng định là táo Mỹ. Quảng cáo là táo Mỹ nhưng chỉ có giá 10.000 đồng một ký và người mua thoải mái lựa chọn. Sao cái này ra của Mỹ mà sao để tiếng New Zealand nữa? Không, Ambonesia mà. Ừ, New Zealand chứ đâu phải của Mỹ đâu. Của anh. 10.000 ký hả sao anh? Ừ, giòn ngon quá. Như vậy, cùng một loại táo nhưng mỗi người bán lại cho ra xuất xứ và giá cả khác nhau, thậm chí chênh lệch giá đến khó tin. Điều này cho thấy ngay cả người bán cũng không rõ hàng mình bán là hàng nhập từ đâu, chỉ biết giới thiệu là hàng ngoại nhập Âu, Mỹ để bán được hàng. Không chỉ mỗi táo, mà các loại trái cây khác như nho, lê và nhiều loại trái cây hàng đới, ôm đới khác được giới thiệu là hàng nhập cao cấp, nhưng cũng có giá rẻ bèo, muốn số lượng bao nhiêu cũng có. Điều đáng nói, một khi số trái cây này được nhập về các cửa hàng bán lẻ với mác trái cây nhập khẩu Âu, Mỹ, táo lê sẽ có giá bán dao động từ 50 cho đến 150.000 đồng một ký. Nho có giá từ 100 đến 150.000 đồng một ký. Trong khi đó, với giá mua vào chỉ từ 10.000 đồng cho đến không quá 50.000 đồng một ký, người bán có thể thu lợi nhuận rất lớn. Còn người tiêu dùng dễ dàng bị móc túi từ ngày này qua ngày khác mà không hề hay biết. Nếu mà mua cho sếp anh thì đừng có đi chợ này. Chợ này bán không ai đâu, chợ này bán đồ mua không, ăn nho rồi.
đồ Mỹ vô, bây giờ thùng táo cỡ này phải là 900 ngàn thì trang vậy luôn, 900 ngàn đúng không? Nếu mà táo gala cho nhỏ cho tròn thì 1-2 triệu đó, nằm giá đó đó. Theo số liệu của cơ quan hải quan, cam Trung Quốc nhập vào Việt Nam có giá bình quân 3.700 đồng một ký, táo 2.900 đồng một ký, nho có giá nhập cao nhất nhưng cũng chỉ 10.000 đồng một ký. Người bán biết rõ người tiêu dùng Việt không còn ưa chuộng các mặt hàng Trung Quốc vì nghi ngại những chất cấm có độc tính cao gây hại cho sức khỏe, nên muốn tiêu thụ được lợi nhuận cao phải gắn mác hàng cao cấp. Người mua thì chỉ biết tin vào lời giới thiệu của người bán chứ cũng không biết kiểm chứng. Tuy nhiên, quan sát một lượt, hầu như ở cạnh sạp trái cây nào cũng chất hàng đống thùng đựng có in đầy chữ Trung Quốc. Để ngăn chặn tình trạng này, trước hết cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng trái cây ngay từ đầu vào, công khai thông tin chính xác, rõ ràng của tiểu thương để người dân biết về những mặt hàng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc và nhiều nước khác. Thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin trước, nữ diễn viên Mai Phương vừa phải nhập viện điều trị vì căn bệnh ung thư phổi. Thông tin này đã khiến nhiều khán giả vô cùng xót xa cho nữ nghệ sĩ sinh năm 1985. Hiện tại, mọi thông tin về cô luôn được khán giả mong ngóng từng giờ. Ngoài ra, người hâm mộ cũng truyền tay nhau chia sẻ bản cover liên khúc Người Lạ Ơi, Buồn Của Anh do Mai Phương thể hiện cách đây không lâu như một hành động để thể hiện sự quan tâm dành cho nữ nghệ sĩ. Không chỉ được biết đến với hình ảnh một diễn viên tài năng, Mai Phương còn chứng tỏ khả năng ca hát của mình trên các sân khấu. Trước lúc chính thức đổ bệnh một tuần, cô đã xuất hiện trong chương trình truyền hình với một tinh thần rất lạc quan. Trong phần biểu diễn liên khúc Người Lạ Ơi và Buồn Của Anh, Mai Phương vẫn tỏ ra rất sôi động và vui vẻ. Được biết, cô đã luôn cố gắng che giấu bệnh tình để có thể nhận được nhiều show diễn hơn. Thông tin này lại càng khiến khán giả xót xa. Nhiều khán giả bày tỏ hy vọng phép màu sẽ đến với cô để có thể tiếp tục nhìn thấy một diễn viên Mai Phương trên màn ảnh và cả trên sân khấu ca nhạc. Thưa quý vị, Vì Sao Đưa Anh Tới là bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc từng gây nên cơn sốt cho khán giả Việt. Ngoài cốt truyện hấp dẫn, bản nhạc chủ đề của bộ phim cũng được khán giả Việt vô cùng yêu thích. Từng chia sẻ là fan ruột của bộ phim này thì mới đây ca sĩ Hương Tràm đã cover lại nhạc phim vô cùng ngọt ngào và không hề thua kém bản gốc. Được đánh giá là một trong những nữ ca sĩ có chất giọng khỏe và khả năng hát live tốt của làng nhạc Việt, Hương Tràm luôn khiến khán giả trầm trồ trong những lần ngẫu hứng khoe giọng. Mới đây, Hương Tràm đã bất ngờ dành tặng fan một đoạn tiếng Hàn ca khúc My Destiny, nhạc phim chủ đề của bom tấn Vì Sao Đưa Anh Tới. Dù không hát trọn vẹn ca khúc, nhưng Hương Tràm cũng khiến người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi cả về chất giọng lẫn cách phát âm tiếng Hàn cực chuẩn của mình. Hai anh Tuấn và Thanh Hằng lâu nay vẫn được khán giả mến mộ bởi tình bạn gắn bó nhiều năm, không chỉ thường xuyên đồng hành cùng nhau trong đời thường mà cả ở trên các sân khấu. Mới đây thôi thì cặp đôi này lại khiến cho khán giả vỡ òa một lần nữa khi lần đầu tiên cùng nhau song ca bản hit Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em vô cùng ngọt ngào. Mới đây, màn song ca trên sân khấu của siêu mẫu Thanh Hằng và người bạn thân nam ca sĩ Hà Anh Tuấn với bản hit Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Không chỉ cùng nhau hòa giọng ngọt ngào trong bài hát, cặp đôi còn trao nhau những cử chỉ tình cảm khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi Hà Anh Tuấn Thanh Hằng cùng đứng trên sân khấu song ca với nhau. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin quý vị gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0898 454244 của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Còn bây giờ thì Mai Anh và Ngọc Luân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Miền Đông 24 giờ ngày mai trên kênh BTV1 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bình Dương.